Tôi Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể cập nhật nhanh mức giá bán của tất cả những dòng xe số phổ thông và dòng xe côn tay trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán các bạn nha. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới những mẫu xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại ở đại lý đang có đầy đủ các phiên bản khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm này. Kể cả những phiên bản của năm 2023 vẫn đang còn hàng thoải mái luôn các bạn nha. Mẫu xe Honda WFi phiên bản 110 của năm 2023 đây, các bạn có thể theo dõi. Với phiên bản phanh cơ vành nan hoa rẻ nhất là 21.800. Trong khi đó phiên bản phanh đĩa vành nan hoa phiên bản đặc biệt giá bán hiện tại vào khoảng tầm 23.900 và cao nhất vào khoảng tầm 26.000.000 cho phiên bản phanh đĩa vành đúc của năm 2023 trên mẫu xe RSX, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Toàn bộ giá bán mình bán các bạn ấy đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha. Còn dòng xe Honda Grand Pha đây, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Honda Grand Pha thì trong thời điểm hiện tại với mức giá bán cho những phiên bản tiêu chuẩn gồm màu xanh, màu đỏ, màu trắng giá là 18.600.000 đồng. Trong khi đó phiên bản màu sắc đen nhám giá bán hiện tại là 19.600, các bạn lưu ý. Tí mình sẽ quay thêm một số phiên bản khác nữa kể cả sơn độ 3D để các bạn có thể nhìn ngắm và theo dõi được kỹ hơn. Còn đây là một số màu sắc mới của dòng xe Honda WFi 110 năm 2024. Giá bán của nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Như màu sắc trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang được bán với mức giá bán là 26.500.000 đồng cho phiên bản phanh đĩa vành đúc của RSX năm 2024. Các phiên bản còn lại giá sẽ thấp hơn các bạn nha. Tí mình sẽ quay thêm luôn để các bạn có thể theo dõi. Đầy đủ thôi, hàng về rất nhiều để phục vụ cho khách hàng chơi Tết. Đây là phiên bản phanh cơ vành nan hoa này, màu đỏ và màu đen, hai phiên bản các bạn nha. Giá bán hiện tại vào khoảng tầm 22.500.000 đồng cho phiên bản là phanh cơ vành nan hoa của mẫu xe DX năm 2024. Đây là phiên bản màu đen bóng nữa. Trong thời điểm hiện tại giá bán có nhỉnh hơn đôi chút rồi so với những thời điểm trước đây. Nhưng đây đều là những mẫu xe khá đẹp, đều là những mẫu xe mới, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn, ăn xăng ở mức là 1,56 lít trên 100 km. Còn đối với dòng xe Honda Blade, Honda Blade hiện tại là mẫu xe số giá gần như rẻ nhất. Phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản phanh đĩa vành đúc, giá bán hiện tại vào khoảng tầm 21.500, rất là ok luôn các bạn nha, với màu sắc đen nhám xanh nhìn cực kỳ đẹp và cuốn hút. Và đây, một mẫu xe cũng hoàn toàn mới năm 2024, chiếc xe Honda Future phiên bản 125 FI năm 2024. Với phiên bản màu xanh đậm mới, giá bán hiện tại của phiên bản này cũng chỉ vào khoảng tầm 33.500.000 đồng. Thấp nhất là phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, giá bán hiện tại vào khoảng tầm 31.500 mà thôi. Tí mình sẽ quay thêm những cái màu sắc khác nữa của dòng xe này để các bạn có thể nhìn ngắm được kỹ hơn. Hàng về rất nhiều để phục vụ bà con, hãy đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Hoặc bạn có thể thông qua số điện thoại 0969 188 283 để được tư vấn về những mẫu xe số và mẫu xe côn tay trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Và hiện tại chương trình tri ân khách hàng vẫn tiếp tục được diễn ra và kết thúc vào ngày 9 tháng 2 năm 2024. Mua xe, các dòng xe số phổ thông, các mẫu xe côn tay đều được bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt là những dòng xe số phổ thông ấy, các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng, trường hợp không trúng vẫn nhận được voucher mua hàng trị giá 1.200.000 đồng. Hay các bạn sẽ nhận được thẻ điện thoại trị giá 1.200.000 đồng. Còn đối với Honda Winner ấy, ngoài bốc thăm trúng thưởng ra, nếu không trúng vẫn nhận được chiếc điện thoại giá trị vào khoảng tầm 3.000.000 các bạn nha. Đây là một phiên bản phanh đĩa vành đúc nữa, giá 21.500. Như đây là màu sắc đen nhám, nguyên zin của nó sẽ là phiên bản màu phiên bản phanh đĩa vành nan hoa của màu sắc này, giá vào khoảng tầm 19.200.000 đồng mà thôi. Còn phiên bản phanh cơ vành nan hoa ấy, giá là 18.200 rẻ nhất luôn trong tất cả những mẫu xe Honda. Tiếp tục một phiên bản phanh đĩa vành đúc nữa để các bạn có thể theo dõi. Ngoài ra thì dòng xe Honda Grand Pha phiên bản cổ điển đang được bán với mức giá bán là 19.800, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cổ điển thì có hai màu, vàng trắng và xám trắng. Đây các bạn có thể nhìn ngắm, 19.800 cho màu sắc cổ điển của mẫu xe Honda Grand Pha. Và đây là phiên bản phanh cơ vành nan hoa này của mẫu xe Honda Blade này, 19.800.000 đồng cho phiên bản này các bạn nha. Các bạn lưu tâm lưu ý cho mình luôn.
Mình sẽ chuyển qua những màu sắc mới, những phiên bản mới của dòng xe Honda Grand Prix năm 2024. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Xanh dương đậm, trắng, giá bán chung 26.500.000 đồng. Khá là cao trong thời điểm này luôn với dòng xe RX. Các bạn nhìn cận cảnh và chi tiết. Những phiên bản này là phiên bản thể thao, trang bị ngầm phanh phía trước, giảm xóc phía sau và logo được sơn màu đỏ. Trong khi đó phiên bản phanh đĩa vành đan hoa, phiên bản màu sắc đen nhám ấy, thì giá bán của nó hiện tại vào khoảng tầm 24 triệu các bạn nha. Phanh đĩa vành đan hoa, đây một chiếc xe phiên bản màu xanh dương đậm này, nhưng chắc bạn nào ấy lấy hệ thống mâm đúc rồi nên hệ thống vành đan hoa sẽ được gắn lên. Giá bán của nó tương tự như màu sắc đen nhám, các bạn lưu ý. Đen nhám thì gắn mâm đúc lên nhìn khá là ok. Còn dòng xe Honda Future phiên bản 125 FI năm 2024 đây, màu sắc đen nhám đặc biệt. Màu sắc này lại rẻ hơn so với bản cao cấp các bạn nha. Giá bán hiện tại của màu sắc này là 32 triệu 500 nghìn đồng. Còn mình sẽ quay tiếp một số những phiên bản sơn độ 3D của mẫu xe Honda Grand Prix nữa để các bạn có thể nhìn ngắm. Sơn độ 3D mà lên từ hệ thống phanh cơ vành nan hoa, giá và là hiện tại là 21 triệu 500. Còn những cái phiên bản ấy mà các bạn muốn lên cho nó hệ thống mâm đúc để tăng thêm độ mạnh mẽ hơn, phong cách hơn, thể thao hơn. Đây các bạn có thể nhìn ngắm với chiếc màu xanh này và màu vàng cam đen ở đây ấy, thì giá bán của nó vào khoảng tầm 22 triệu 700. Giá bán cũng đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha. Rất nhiều sự tùy chọn ở mẫu xe Honda Grand Prix. Đầy đủ các màu sắc đẹp và hấp dẫn khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm này. Và cuối cùng là dòng xe côn tay Honda Winix. Hầu như đây chỉ là những phiên bản của năm 2023 mà thôi, vì 2024 gần như không có hàng, về chiếc nào hết chiếc đó, mà một tháng chỉ về có 1 đến 2 chiếc thôi, nên các bạn lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. 2023 thì không khác gì so với 2024 cả, ngoại trừ 2024 có bổ sung thêm cái bộ ly hợp chống trượt 2 chiều giúp côn số nhẹ nhàng hơn mà thôi, nhưng giá bán của nó sẽ nhỉnh hơn 2 triệu so với dòng xe Honda Winix phiên bản V3 ở đây các bạn nha. Hiện tại phiên bản tiêu chuẩn màu sắc zin, giá bán hiện tại là 37 triệu. Còn những phiên bản ABS giá bán vào khoảng tầm 38 triệu 500. Trong khi đó những cái màu sắc sơn độ 3D mà lên từ những phiên bản phanh thường, giá hiện tại vào khoảng tầm 39 triệu 500. Còn sơn độ 3D mà lên hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy, thì giá là 41 triệu 500 các bạn nha. Những cái màu sắc sơn độ 3D các bạn bỏ thêm vào khoảng tầm 3 triệu để sở hữu cho mình những màu sắc sơn độ 3D này. Và đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ nhanh để các bạn cùng tham khảo về tất cả những mẫu xe, số và dòng xe côn tay của hãng Honda trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn hãy nhanh chân đến đại lý để nhận được những món quà tặng hấp dẫn đến từ đại lý và đến từ công ty Honda Việt Nam các bạn nha. May mắn có thể trúng xe. Rồi, các giá lại của mình, hãy các bạn ai chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh tốt năng các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.